Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Ngày hôm nay thì mình có trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Hiếu có gửi đến chương trình này. Em học AI thì giờ nên chọn máy tính gì để học ạ? Em không chơi game, nếu có thể MacBook cũng được, trong tầm giá 35 triệu. Anh chào em Nguyễn Trung Hiếu nhé, cũng như chào mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu AI là gì? AI thì nôm na chúng ta hiểu đó là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo nó có nghĩa là công nghệ này mô phỏng lại những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người áp dụng lên hệ thống máy móc. Hay nôm na chúng ta lại hiểu như vậy. Và hiện nay AI thì được áp dụng ở những cái cuộc sống con người chúng ta rất nhiều. Có thể mô phỏng lại cái giọng nói chúng ta này, đúng không? Hoặc có thể là đưa ra những cái suy nghĩ, máy móc có thể đưa ra những cái suy nghĩ để phù hợp tương đồng với suy nghĩ của con người. Nói chung là nó sẽ giúp những cái máy tính nó khôn hơn và ngày càng giống con người hơn. Đấy. Và để đáp ứng cái nhu cầu với cái tầm tiền của em thì anh nghĩ là những chiếc MacBook Pro hiện nay trên thị trường đó là Pro M1 với phiên bản màn hình 14 inch và phiên bản màn hình 16 inch nó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của em. Với chất lượng màn hình Retina rất là đẹp và hỗ trợ công nghệ chip M1 và có cả chip M1 Max luôn. Nó sẽ hỗ trợ công việc của em rất tốt. Và hiện nay trên thị trường với tầm giá phân khúc em thì nó sẽ có phiên bản như là M1 được trang bị RAM 16GB hoặc là RAM 32GB, ổ cứng SD từ 512GB, 1T đến 2T và thậm chí nhiều hơn, nhưng sẽ ở phân khúc giá cao hơn tại thị trường, có cấu hình về đồ họa tốt và đây là con chip hoàn toàn mới do chính Apple phát triển. Và hiện nay trên thị trường thì các bạn lập trình viên cũng như các bạn sử dụng trong lĩnh vực AI cực kỳ chuộng những chiếc máy này. Mời em cũng như mọi người tham khảo cả hai cái mẫu máy này bên anh nhé. Vâng, thưa các bạn, chiếc MacBook Pro 16 inch nó vẫn có hai màu chủ đạo các bạn ạ, đó là màu silver và màu gray mình đang có trên tay đây. Trọng lượng của chiếc máy lên đến 2,1 kg. Và nếu mà nhìn vào đây thì là phiên bản to hơn so với phiên bản MacBook 14 inch. Nó chỉ to hơn thôi, màn hình chính xác của nó là 16,2 inch. Thiết kế hơi bo tròn của những chiếc MacBook có từ những năm 2006 đến 2009 các bạn ạ, nó thiết kế hơi bo tròn một chút như này. Tản nhiệt đường sau, 2 cân mốt, mình cầm một tay này cũng hơi lặng các bạn ạ. Táo vẫn là táo Chrome các bạn nhé, không sáng được. Apple đã đưa trở lại đó là cổng HDMI để các bạn có thể dùng các thiết bị kết nối ngoại vi như là TV hay màn hình từ bên ngoài với chuẩn HDMI. Cổng Thunderbolt 4 với băng thông từ bên ngoài lớn nhất, mạnh nhất bây giờ, 40GB/s, đầu độc thẻ. Cái gờ quen thuộc để các bạn có thể thò tay vào đây để mở màn hình này. Mach 3 các bạn ạ, cái cổng sạc này các bạn đều biết là Apple đã bỏ nhưng bây giờ đã thêm vào. Mach 3 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, hai cổng Thunderbolt 4 các bạn nhé. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Cái hay nhất là cổng HDMI đời cũ mà bỏ đi cổng USB các bạn ạ, không có USB tại bên dưới này. Không khí sẽ được lấy ở đây, đẩy khí nóng ra đằng sau. Cái này vừa là tản loa vừa là tản không khí các bạn nhé. Việc mở chiếc máy này ra thì mình nghĩ không quá khó đâu các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ mở luôn cho nóng để xem Apple họ thiết kế như nào bên trong nhé. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó đâu các bạn ạ. Các bạn thấy là linh kiện bên trong nó kín mít luôn nhá. Với hai con tản nhiệt, một ống đông. Các bạn thấy là cả RAM giếc mọi thứ đều được hàn siết trên bên, tất cả mọi thứ đều hàn. Hai cái loa rất to. Đôi 4-6 cục pin các bạn ạ, 6 cục pin luôn. Toàn bộ linh kiện đều được onboard trực tiếp trên bo mềm và chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Hai con tản nhiệt to như này thì tha hồ. Các bạn thấy là cái phần chip chờ này, có lẽ là cái RAM đấy các bạn ạ, bởi vì nó sẽ option thêm rất nhiều cấu hình RAM, thậm chí là option thêm CPU. Nhưng các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu, có nghĩa là không cho phép nâng cấp mà các bạn phải chọn ngay từ ban đầu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các option mà Apple họ đang có trên dòng Pro này. Bây giờ xem con 16 inch này. Ôi chào ơi, con này rất nhiều cấu hình các bạn ạ. Và cấu hình cao nhất của nó thì ở đây thì mình thấy đến tận 32 GPU lõi luôn. Băng thông đến 400GB, 400GB/s, khủng khiếp chưa? Nó có chip M1 Pro và M1 Max các bạn nhé. Sợ thật đấy, GPU 16 lõi và GPU 32 lõi là mạnh nhất. Bộ nhớ RAM của phiên bản này cũng chỉ dừng lại là 64GB RAM các bạn nhé. 64GB RAM là cao cấp nhất, sẽ có các bộ nhớ từ 16, 32 và 64. Thời lượng pin của chiếc máy có thể lên đến tận 21 giờ các bạn ạ. Sạc của nó thì các bạn thấy là sử dụng công suất là 140W Max 3, đấy là cái sạc. Bây giờ thì mình sẽ đóng chiếc máy này vào để mình test hiệu năng thực tế của nó ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy cái viền màn hình nó đã mỏng hơn so với dòng 16 inch đời cũ các bạn ạ. Và là màn hình tai thỏ các bạn nhé, camera này làm chìm ở bên trong với một lớp kính ở bên ngoài. Thay đổi về thiết kế bàn phím. À, bấm phím thì cũng giống như 14 inch. Trải nghiệm của mình rất tốt. Đây cũng là phím bật nguồn mà cũng là cái bảo mật vân tay. Hai hốc loa này các bạn này. Con chuột to tổ bố luôn.
hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm không khác gì như màn hình điện thoại iPhone hay iPad các bạn đang dùng. Cảm ứng trợ lực các bạn nhé. Quả camera này. Thế bảo là con camera này của nó là 1080. Thế nào? Hôm qua mình test con 14 inch LED đó. Đấy, các bạn thấy LED không? Hello, hello, hello. Đấy, các bạn thấy này. Và nó tích hợp đến 3 mic thu tiếng các bạn ạ. 3 mic sẽ hỗ trợ các bạn thu tiếng cực kỳ tốt luôn. Rất LED các bạn nhé. Các bạn có thể gọi FaceTime, các bạn có thể học Zoom. Học Zoom qua đây, hoặc là học trực tuyến qua camera này thì cực LED luôn. Cấu hình của mình có này. Đây các bạn thấy là cái bản Mac hoàn toàn mới 2021 này. Phiên bản mình có là phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có 16GB RAM thôi. Màn hình chính xác của nó là 16,2 inch. Các bạn sẽ nhìn thấy công nghệ Retina này. Mini LED XDR Display. Độ phân giải của màn hình là 3456x2236 các bạn ạ. Ổ cứng trong máy là 512GB các bạn nhé. Cái này thì đầu tiên thì mình sẽ quan tâm đến chất lượng của màn hình. Xem 6 loa của này thì công nghệ âm thanh Dubai Atmos sẽ nghe thế nào. Đầu tiên là tớ thử nghe âm thanh nhé. Ôi trả loa. Các bạn có thể nghe thấy loa quá tuyệt vời đúng không? Với 6 loa bên trong các bạn ạ. Với Dubai Atmos được tích hợp và có tính năng loa trầm loại bỏ lực các bạn ạ. Âm thanh phải nói là cực kỳ ok. Đúng là âm thanh và hình ảnh của Apple thì phải nói là đứng đầu thế giới. Và chúng ta tìm hiểu một chút về màn hình của máy nhé. Có lẽ đây là một chiếc máy có màn hình phải nói là xuất sắc nhất thế giới hiện nay các bạn ạ. Apple đã chứng nhận là cái màn hình này lên đến 1 tỷ màu các bạn ơi. Duy trì độ sáng 1.000 nit nhá, 1.000 nit luôn. Và độ sáng tối đa, thế bảo là cũng có thể lên 1.600 lít. Thì là tức phải là 1 triệu trên 1. Úi chào ôi. Gam màu P3 và công nghệ chi tông. Cái là cảm biến theo môi trường các bạn ạ. Và màn hình có tần số quét lên đến 120Hz các bạn ạ. Phải nói là kinh khủng. Đây, tớ sẽ thử các bạn âm thanh này. Đẳng cấp. Góc nhìn của màn hình rất rộng và độ sáng tốt, tỷ lệ bao phủ màu phải nói là tuyệt vời, 1 tỷ màu. Đối với các designer thì tớ khẳng định đây là một chiếc máy phải nói là xuất sắc về các bạn thiết kế mà không bị sai màu. Chất lượng âm thanh quá tuyệt vời. Xem phim, nghe nhạc, giải trí trên chiếc máy này thì quên sầu luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ xem cái tốc độ ổ cứng của chiếc máy này xem nào. Các bạn ơi, đây là cái phần mềm test ổ cứng nhá. Bây giờ bắt đầu nó test này. Ôi cha mẹ ơi. Tốc độ ghi hơn 5GB các bạn ạ. Tốc độ, xin lỗi các bạn ạ, tốc độ đọc hơn 5GB. Tốc độ ghi hơn 4GB. Đẳng cấp. Các bạn chú ý là ổ cứng cũng được hàn trực tiếp trên bóng bên nhá. Phải nói là quá khủng khiếp các bạn ạ. Tốc độ đọc quá cao. Một trong những chiếc máy có tốc độ đọc xuất sắc nhất. Và trên phiên bản ổ cứng cao cấp nhất trên chiếc máy này là lên đến 8TB quý vị các bạn nhé. 8TB là cao nhất. Sợ thật đấy. Một chiếc máy laptop lên đến 8TB. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử em CPU của em này phát nào. Bây giờ tớ sẽ chấm hiệu năng của CPU qua phần mềm Cbench 15R. Chiếc máy này mà dùng để render thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Với phiên bản tiêu chuẩn thì nó có 10 lõi hiệu suất cao các bạn ạ. Và 2 lõi hiệu quả và GPU của nó là 16 lõi. Cụ thể là chiếc máy này băng thông nó là 200GB. Còn với phiên bản cao cấp của nó là 10 lõi. CPU 10 lõi với 8 lõi hiệu suất và 2 lõi hiệu suất hiệu quả. GPU 32 lõi, kinh khủng. Băng thông lớn nhất 400GB một giây. Các bạn thấy là điểm số của em CPU này nó cũng đạt 1664.
cũng khá tốt các bạn. Nếu mà tính điểm so với em thì mình nó sẽ tương đương em i9 trên thế hệ thứ 11 của Intel. Điểm này thực tế không bằng i9 nữa các bạn ạ. Nếu mà chỉ bằng phiên bản i7 tầm trung trung. Phiên bản i7 thế hệ thứ 11 trên Intel thì mình số nếu mà con CPU 8 lõi 16 luồng của nó cũng tầm khoảng điểm 1600. Nói chung để mà so sánh cái hiệu năng này thì nó cũng rất khác biệt bởi vì cái hai hệ sinh thái giữa Windows và Mac OS nó hoàn toàn khác nhau. Xem nào, điểm số bao nhiêu nào. Một, hai, ba. Vâng, thưa các bạn, thì với sức mạnh của chiếc máy Pro này thì các bạn thấy là việc dựng video 4K là chuyện hoàn toàn đơn giản. Ở đây là cái phần mềm Adobe Premiere, phiên bản dành cho Mac các bạn nhé. Với rất nhiều ứng dụng ở đây thì mình đã thêm vào thì máy nó chạy, mình nghĩ là render cũng cực kỳ là mượt. Có lẽ là mất khoảng hơn 20 giây sẽ xong đoạn video này. Ở đây là mình đang dựng 4K các bạn nhé. Mất khoảng hơn 30 giây đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là phải khoảng hơn 30 giây. Mất 34 giây để dựng một cái đoạn edit video 4K. Nói chung thì với sức mạnh của những dòng máy 16 inch này thì nó phục vụ chủ yếu những người dùng chuyên nghiệp, nên các bạn yên tâm là máy nó sẽ chạy cực kỳ ngon lành. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tư vấn hai chiếc MacBook, đó là Pro M1 phiên bản màn hình 14 inch và Pro M1 phiên bản màn hình 16 inch trong cái lĩnh vực lập trình AI, với phân khúc giá đầu tư tầm khoảng 35 triệu cho bạn Hiếu cũng như mọi người tham khảo. Hy vọng đây là những cái kiến thức bổ ích để các bạn có thể lựa chọn những chiếc laptop cũng như MacBook phù hợp với nhu cầu của các bạn. Mong sao là mọi người đồng hành ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta nghe các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.